Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Lên sóng cùng anh em trong clip ngày hôm nay thì bên Zika chúng em rất là vui mừng khi lại tiếp tục được tung ra một siêu phẩm nữa để giới thiệu đến các bác và anh em. Đây là mẫu loa siêu trầm. Với cái phiên bản trong cái năm 2021 hiện nay, nó có một cái ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Khác hẳn so với trước đây, chúng em có những cái dòng như là S1500 hay là Q8 đều là sở hữu cho mình cái màu đen đặc trưng, truyền thống. Nhưng nay thì sẽ bổ sung thêm được cái phiên bản này cho các anh em để chúng ta lựa chọn. Về cái kích thước vỏ thùng thì tương đối là hợp lý cho cái chiều cao, chiều sâu và bề ngang. Thông số về cái kích thước vỏ thùng rất là cân đối, như là sâu 56 này, cao 56. Vậy là cái chiều sâu và chiều cao nó tương đối như nhau. Còn rộng ngang là 50. Với cái màu sắc như thế này, anh em sẽ rất là thích về cái màu này. Và đây, em bật mí luôn, phiên bản này là phiên bản bát 40 với bát mặt trước. Nó là phiên bản S1500, nhưng mà trong cái phiên bản năm nay thì được nâng cấp lên cái hình thức nó sang trọng như thế này. Và thứ hai nữa là nó nâng cấp thêm cái cấu hình về cái độ uy lực của tiếng bát, có nghĩa là công suất nó được nâng lên đến 1500W. Tí nữa em sẽ quay đằng sau và cho các anh em tìm hiểu thêm số. Còn về loa trầm thì cái thiết kế của loa trầm thì các anh em biết rồi đó. Đây là con trầm mà nó sẽ tối ưu được về cái cách sử dụng, nên nó sẽ là dòng trầm điện và hoạt động ở cái ngưỡng tần số dao động từ 20Hz cho đến 250Hz, cái khoảng tần số chúng ta phải dao động, chúng ta tinh chỉnh ở cái nút đằng sau. Quả bát 40 rất lớn, cộng thêm cái sự gấu của con S1500 này, nó sẽ đưa ra cái lực đánh rất là táo bạo. Em sẽ quay một vòng cho anh em xem. Đây, những cái đường nét của nó rất là đẹp. Nếu mà anh em nào mà thích cái sự hầm hố tiếng bát đánh mạnh mà trên cái con Q8 hoặc là con S1500 mà lại không thích cái màu sắc như là màu đen sần, thì có thể là xem qua cái mẫu này. Em chắc chắn là các em chỉ cần xem qua thôi là các em đã thích luôn rồi. Đây, tất cả những cái đường vo viền cắt vát của nó rất là đẹp. Cũng có cách điệu giữa màu gỗ và màu đen ở phía dưới chân, ở lỗ thông hơi này, lỗ thông hơi phía sau. Con này là công nghệ mới hiện nay, nên là cái hệ thống làm mát cũng như quạt gió nằm tất ở phía bên trong, nên là sẽ các em nhìn thấy cái độ tinh tế của cái vỉ mạch rất là cao. Đường đưa tín hiệu vào bằng line hoa sen, volume, tần số, cắt LVF, công tắc đảo pha tích hợp nguồn luôn, dây nguồn rời. Thông số của nó là WattS 1500. Phiên bản này cho ra công suất max được 1500W này, giải tần từ 20 cho đến 150. Đấy. Cái trở kháng 8 ohm, cái chiều cao của nó là 56 này. 56 và 50. Và trọng lượng là 40kg, made in Taiwan. Đây là con trầm mà em thấy cực kỳ thích. Mở hộp ra cái thì em đã thích luôn rồi. Vì nó cái màu sắc nó quá đẹp luôn, màu sắc quá đẹp. Và hiện nay các anh em có thể phối ghép với những cặp loa full, phối ghép với các những cặp loa full như thế này của em này, hoặc phối ghép với những cái đôi SH1800, nó sẽ hỗ trợ cực kỳ tốt cho giải âm trầm là subwoofer. Thay vì trước đây các anh em rất là thích cái mẫu 40 nhưng không tìm được cái màu sắc đẹp, thì nay đã có cái phiên bản này về để cho các anh em có thêm những cái lựa chọn. Đây là hàng chính hãng của WeWood và sẽ được bảo hành 12 tháng cho anh em sử dụng. Gặp bất cứ cái trường hợp gì về kỹ thuật, chúng em sẽ đổi mới hoàn toàn luôn. Nếu mà anh em giữ được cái hình thức, lưu ý cho em là phiên bản này nó hình thức nó đẹp, nên là các anh em dùng cũng phải có một cái gì đó nâng niu chút, đừng có quăng quật như những cái dòng như là sơn sần. Ok, em sẽ đi vào test nhạc luôn. Đây là cái sản phẩm mà em rất là háo hức, chắc hẳn các anh em cũng rất là háo hức chờ đợi cái chất âm của nó như thế nào. Thì em sẽ đi vào test luôn. Xin mời các em đeo tai phone vào, chúng ta cùng lắng nghe và thưởng thức, cùng nhau kiểm âm cái chất lượng, cái tiếng bát, cái độ uy lực của cái con súc S1500 của năm 2021 hiện nay. Và nó đã đưa được cái công suất lên đến 1500W rồi.
Có test 2 phút ở hai bản nhạc khác nhau trên cái con Supra S1500 phiên bản mới này. Các anh em có đeo tai phone và sẽ cảm nhận được cũng như là nghe được cái độ uy lực của cái con này. Với cái công suất như vậy nó sẽ hoạt động rất là tốt cho cái nhu cầu sử dụng nghe nhạc mạnh, nghe nhạc bạo lực đấy. Nó cũng đa năng tất cả dòng nhạc, kể cả nhạc vàng. Đối với trong loa trầm em test nhạc vàng thì nó rất bình thường. Test những cái bản nhạc nó tiết tấu nhanh và nó gần như là kén về dòng loa trầm thì những cái bản như này để thể hiện được những phần trầm nó đạt tiêu chuẩn và cũng như phải những phần trầm nó đạt được cái tính năng và cái chất âm của nó. Và hiện tại phiên bản này chúng em đang bán một cái mức giá đồng giá với cái phiên bản S1500 bản đen là 5.500.000 đồng. Các em cần tư vấn thêm thì để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp cho công ty chúng em qua số hotline, chúng em sẽ tư vấn cụ thể về cái mã trầm S1500 phiên bản vân gỗ đẹp, xuất sắc, đẹp nhất năm 2021 này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.